Ủa, cái gì đặt ở trên Vina Game là cái gì vậy con? Nè anh, con có mua đồ chơi trên iPad không vậy? Con mười mấy triệu luôn. Mẹ kiểm tra không được là lỗi của mẹ chứ sao phải lỗi con. Anh nói vậy đó hả? Mẹ cảm thấy là mẹ lo không được thì ok, để con kêu xin về mướn coi nó, ok được chưa? Không mướn, không mượn. Cho cô chơi chút nữa thôi. Chơi cái gì? Đi vô học bài đi con. Con chơi từ sáng tới giờ rồi. Đi. Chút con học cũng được. Không có chơi nữa. Hai ngày cuối tuần này con chơi từ suốt ngày rồi. Bây giờ đi vô học. Nghe không? Bà nội nói nghe không? Nên. Sao nữa? Con nói nó đi chứ. Giờ chơi hoài vậy. Không có học hành gì hết. Ngày mai con nó đi học rồi. Trời ơi, con qua trăm công ngàn việc, còn mẹ ơi mấy cái chuyện đó thì bữa nay chủ nhật với lại thôi, nó nói chút nữa nó học thì chút nó học đi. Giờ có nghe lời bà nội nói không? Chơi hoài vậy anh. Con nói bà nội chút nữa con học bài. Chút nữa con học bài. Ừ. Trời ơi, Ninh ơi. Con phải nói nó chứ. Trời ơi. Rồi rồi để nói cho. Nè đứng lên đây. Để nói cho. Con đi vô trong phòng chơi đi, đừng để bà nội thấy nha. Dạ. Rồi đi vô phòng học bài đi. Nên biểu nó vô phòng rồi con chịu vô con theo dõi nó coi là nó có học hành hay không. Để nó vô đó nó tiếp tục nó ngồi nó chơi nữa. Rồi chuyện học hành ngày mai làm sao? Trời ơi, con trăm công ngàn việc đây rồi mẹ ơi. Mẹ biết, nhưng mẹ muốn là con là ba nó phải theo sát nó để nó biết là nó sợ và nó biết nó phục. Chứ còn con cứ buông lơi như vậy hoài, cứ bỏ lơ nó như vậy hoài thì làm sao? Đồng ý là mẹ có theo dõi nhưng mà ba nói nó vẫn hơn. Rồi công chuyện con ai làm? Thì con ngừng một chút con vô con theo dõi nó. Sao con ngừng được? Nó nãy giờ mẹ không ngừng lại, mẹ vô mẹ coi nó đi. Đó, mẹ nói nãy giờ mẹ xếp vô cái iPad của nó bao nhiêu lần rồi. Nó có nghe mẹ không? Thay vì con nói một tiếng là nó đi vô đó. Ừ rồi bây giờ nó chơi iPad nó dính dáng gì? Nó nói chút xíu nó học bài. Nó chơi iPad có làm sao? Nó đã không tập trung được. Bài vở nó lơ là. Rồi còn ảnh hưởng tới mắt nó nữa. Rồi mai mốt mắt nó yếu, mắt nó cận thị rồi con nghĩ sao? Trời giờ cái người không tập trung được là con nè. Mẹ đang làm con không tập trung được á. Mà ủa, rồi mắt nó ảnh hưởng cái mắt nó bị cận. Đeo kiến, gen di truyền giống ba nó. Ok, cũng được mà. Làm gì? Nói như con mẹ không có ý kiến rồi. Ơi, nè cái thời đại của mẹ nó khác thời đại này. Thời đại này con nít nó phải biết xài iPhone, iPad, nó phải biết xài máy tính, nó phải biết đủ thứ hết á. Rồi thời đại mẹ không có cho nên mẹ không có hiểu thôi chứ mẹ nói gì vậy? Linh, con coi lại sao chứ mẹ kiểm tra bài vở của thằng Nam. Mẹ thấy trời ơi sao làm cẩu thả quá. Mà có bài thì nó viết phân nửa, có bài thì nó dở dang. Cô ghi chú nè. Sao con không kiểm tra bài của nó vậy? Trời ơi. Trời ơi mà sao lúc trước chữ nó viết đẹp lắm mà sao bây giờ nó nguệch ngoạc sao mà sao vậy? Trời ơi thì cái chuyện nó đi học thì để cô nó lo. Con bao nhiêu chuyện phải lo, mẹ nói với con chi vậy? Con nói gì kỳ vậy? Bây giờ chuyện làm ăn con tè le tét lét hết trơn. Bây giờ con còn chưa biết làm sao. Mẹ cứ nói mấy cái chuyện đi làm thôi vậy. Nghe mẹ nói rồi con chết. Con cái học hành tại sao cứ đổ hết cho nhà trường, cho cô giáo là sao? Phụ huynh ở nhà phải kiểm tra, phải đôn đốc con chứ. Ủa vậy là trả tiền cho cô nó làm gì? Phải có sự kết hợp với nhà trường, với gia đình chứ. Rồi. Cô cho bài tập về nhà mà nó không làm gì làm sao? Rồi kiểm tra nó là thời gian đâu làm kiếm tiền. Con đừng có đổ lỗi như vậy. Mẹ cũng vất vả, mẹ cũng có công việc của mẹ. Rồi mẹ còn cơm nước, chăm sóc, giặt giũ, lo lắng cho nó mỗi ngày như vậy. Buổi tối nó về là bao nhiêu thứ mẹ phải giải quyết. Mẹ đâu có thể kiểm tra bài vở của nó đầy đủ được. Vậy là mẹ kiểm tra không được là lỗi của mẹ chứ sao phải lỗi con? Ơ hay, ăn nói vậy đó hả? Chứ nguyên ngày mẹ ở nhà mẹ làm gì? Con phải đi làm, mẹ có phải đi làm không? Sao không? Mẹ có công việc của mẹ. Bây giờ tất cả trách nhiệm giờ con đổ hết cho mẹ hả hay làm sao? Con tối ngày say xỉn đi hết từ 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng con mới về. Cái đó là chuyện phải làm ăn, ta phải tiếp khách. Còn bây giờ nè, bây giờ không làm á
đó, không làm nữa tiền không, má nó bỏ tôi đó đó. Rồi sao nè, bây giờ con hỏi mẹ là nếu mà ngày xưa á mẹ có tiền, mẹ giàu có đi như người ta đi, như ba mẹ người ta đi, rồi bây giờ con có phải cực khổ con làm hay không? Nhà mình có tiền rồi con khỏi làm, cái nhà con coi nó cho con, tại vì lỗi của ai? À, vậy là lỗi tất cả là do ba mẹ nghèo đúng không? Không có lo cho con đầy đủ đâu. Bây giờ con không lo lại cho con cái của con được đúng không? Bây giờ lo đó, đang lo, đang phải lo làm chết cha chết mẹ từng ngày từng giờ, đêm hôm cũng phải làm, cũng phải người ta gọi giật người xui, cũng phải đi ra tiếp khách của ai rảnh rơi rang đâu. Bây giờ làm gì, làm kiếm tiền lo cho ai? Lo cho nó, lo cho mẹ chứ lo cho ai? Nhưng mà tất cả nhiệm vụ của con là cha, con phải lo kiểm tra bài vở của con, chăm sóc cho nó, ngó ngàng đến nó, đôn đốc cho nó, để nó cảm thấy là nó có cha chứ. Bây giờ nhức đầu quá, đi thôi về là thấy mệt. Bây giờ mẹ con không nói gì nữa hết á. Con làm kiếm tiền đưa cho nhà trường, đưa cho cô nó để dạy nó rồi. Còn con cũng đưa tiền cho mẹ hàng tháng để lo cho nó. Còn mẹ cảm thấy là mẹ lo không được thì ok, để con kiếm người về, con chăm sóc cho nó, con kêu xin về mướn coi nó, ok được chưa? Không mướn, không mượn. Trời, sao nãy giờ đã mới chơi đây mà rồi sao con sốt dữ vậy Nam? Hả? Con có mệt không? Hả? Để bà nội lau mát cho con đi. Uống nãy giờ sao nó không hạ sốt vậy? Ninh ơi! Ninh! Dạ? Ra đây coi. Nam nó sốt quá con. Mẹ cho uống thuốc hạ sốt nãy giờ mà sao nó không xuống? Mà nó cứ sốt hoài à. Bây giờ cho em đi bệnh viện không? Dạ thôi giờ mẹ đặt xe đi. Ừ. Đưa cho... Cái điện thoại. Nam đưa đi. Nam ngồi đây với ba. Ủa? Sao... Sao thẻ nó không có chấp nhận vậy con? Mẹ coi bữa mẹ nói con mẹ còn tiền mà. Con cái thẻ này là mẹ xài riêng ở trong này, mẹ để trong cái iPad nữa nè. Ủa sao con? Để mẹ kiểm tra coi. Ôi trời đất ơi, gì, tài khoản gì còn có mấy chục ngàn vậy? Mẹ đâu có xài gì, cái thẻ này cài vô máy để đặt xe thôi hà. Bữa giờ mẹ có xài gì không hay mẹ quên? Mẹ coi không, mẹ đâu có xài gì mẹ... Ờ, cái gì vậy? Ủa cái gì đặt ở trên Vinagame là cái gì vậy con? Trả tiền cái gì vậy? Nan, con có mua đồ chơi trên iPad không vậy? Đó, mua hết bao nhiêu tiền rồi mẹ? Trời đất ơi, mười mấy triệu luôn. Rồi. Trời đất quỷ thần ơi, con ơi. Hay. Con mua đồ chơi của con đó hả Nan? Trời đất ơi. Đó, con nói đó, đó bây giờ công nghệ đó, iPad đó, iPhone đó phải cho tụi nó biết để tụi nó xài. Thời buổi hiện đại, không có chịu kiểm tra gì hết. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Cứ thả nó, cho nó mặc tình với cái iPad. Rồi nó muốn chơi cái gì nó chơi. Ngày cái tối cứ đi học về là lật đật ôm cái máy game, không chịu kiểm tra, không chịu đôn đốc cho con. Nói thì gạt đi. Đó bây giờ đó nông nổi này đó, thấy chưa? Tiền mẹ không có tiếc, nhưng mà đi nè, không học hành, rồi bệnh hoạn nè, thấy chưa? Trời ơi, thì khổ. Trời ơi, nó vẫn còn sốt lắm nè con. Nan ơi, con có mệt không? Hả? Đưa con đi bệnh viện nha. Dạ không, con khỏe rồi, con suy nghĩ là con khỏe rồi. Không, giờ phải đi bệnh viện thôi, còn sốt lắm nè. Cái này cái này không phải lỗi của con, lỗi của ba. Con phải đi bệnh viện nha Nan. Đây này, đúng rồi, đi nè. Mẹ con ít tiền mặt. Đi 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 rồi mẹ đi rút tiền khác nữa. Đi kêu xe đi đưa em đi. Con đóng cửa công ty. Sao vậy? Mấy cái hợp đồng không có người làm, trễ tiến độ, người ta hủy hết, có người còn bắt đền tiền nữa. Rồi bây giờ con tính thì sao? Thì mình không làm chủ nữa thì mình đi làm công thôi. Thôi cũng được. Nhân cơ hội này con nghỉ một thời gian đi, cho nó thảnh thơi đầu óc. Mẹ không giận con mà. Giận cái gì? Thương con không hết, thương cháu không hết, giận cái gì con? Điều quan trọng là phải chăm sóc con, chăm sóc con cái cho nó đàng hoàng, chứ không phải là chuyện kiếm tiền. Con nhớ ngày xưa chỉ chăm chăm kiếm tiền,
mà ba con bệnh hoạn rồi bỏ mẹ con mình đi sớm. Mẹ nhìn thấy điều đó mẹ lo lắm, lo cho tương lai của thằng đứa nào. Mẹ thì rồi sẽ thể dừng lại, nhưng điều quan trọng là phải chăm lo cho con gái của mình.